Khi mình bị sốt nên làm gì Phong này? Khi mình bị sốt nên làm gì? Khi bị sốt Nên á, làm gì? uống thuốc và nhiều Uống nước. thật nhiều nước tắm. Rồi bạn bị bạn mình à? Đang còn đi sáu không? Không không không, em có rồi, em có rồi. Nhà là bằng ơi. Nhà là hai thằng nhà này. Mark the location. Nhà là đâu? Enemies ahead. Nó trên tầng 3 ấy. Mark the location. Thế. À, phải đi trong nhà mua đồ ăn. Tôi đâu có cai à? Giờ có con mình. Đây 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 đây. Mark the location. Chưa đâu. Chưa lại nè. Mark to location. Ủa, một team kia. Xong rồi.